Chiều ngày 8 tháng 8, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Tuyên Hóa đã tổ chức hội nghị lần thứ 39 để tiến hành công tác cán bộ và triển khai một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Mai Văn Minh, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, các đồng chí thường trực huyện ủy đã tặng hoa chúc mừng bộ đồng chí được bổ sung ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa 21, nhiệm kỳ 2020-2025, gồm các đồng chí Nguyễn Trọng Đại, Chánh Văn phòng huyện ủy, Hồ Thị Hoài Thu, Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân huyện, Hoàng Minh Phong, Phó Ban Thường trực Ban Tổ chức huyện ủy, Trần Khánh Linh, Bí thư Đảng ủy xã Hương Hóa. Hội nghị cũng đã tiến hành xem xét, quyết định các nội dung về công tác tổ chức cán bộ, đảng viên. Cụ thể, cho ý kiến việc thành lập các tiểu ban Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 22, nhiệm kỳ 2025-2030. Xem xét, cho ý kiến và quyết định việc giải thể chi bộ Công ty Cổ phần Sửa chữa Đường bộ và Xây dựng Tổng hợp 2 Quảng Bình, chi bộ cơ sở trực thuộc huyện ủy, đề nghị tặng huy hiệu đảng cho đảng viên đợt 2 tháng 9 năm 2024 và cho ý kiến về báo cáo giải quyết các công việc của Ban Thường vụ huyện ủy, Thường trực huyện ủy giữa hai kỳ họp Ban chấp hành Đảng bộ huyện. Với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu đã tập trung thảo luận, thống nhất các nội dung được trình bày tại hội nghị, thành lập 4 tiểu ban Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 22, nhiệm kỳ 2025-2030, gồm tiểu ban nhân sự, tiểu ban tổ chức phục vụ, tiểu ban văn kiện, tiểu ban tuyên truyền, theo như đề nghị của Ban Thường vụ huyện ủy, thống nhất đề nghị Ban Thường vụ tỉnh ủy tặng huy hiệu đảng đợt 2 tháng 9 năm 2024 cho 74 đảng viên theo tờ trình đề nghị của Ban Thường vụ huyện ủy, thống nhất quyết định giải thể chi bộ Công ty Cổ phần Sửa chữa Đường bộ và Xây dựng Tổng hợp 2 Quảng Bình, chi bộ cơ sở trực thuộc huyện ủy, thống nhất thông qua báo cáo giải quyết các công việc của Ban Thường vụ huyện ủy, Thường trực huyện ủy giữa hai kỳ họp Ban chấp hành Đảng bộ huyện. Trên cơ sở các ý kiến thảo luận của các đại biểu, đồng chí Mai Văn Minh, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy đã kết luận lại các nội dung được trình bày tại hội nghị. Đồng chí bí thư huyện ủy đề nghị các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện phụ trách các địa bàn tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời giải quyết các vấn đề nảy sinh từ cơ sở, giải quyết kịp thời các đơn thư, khiếu nại, tố cáo. Đối với các đồng chí vừa được bầu bổ sung ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, đồng chí đề nghị trên từng vị trí công tác luôn phát huy tốt tinh thần, trách nhiệm, năng lực, sở trường, kinh nghiệm của mình, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Dịp này, các đồng chí thường trực huyện ủy cũng đã tặng hoa, chia tay các đồng chí trong Ban Thường vụ huyện ủy, nhiệm kỳ 2020-2025, nghỉ hưu, chuyển công tác.